Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy anh em ngồi xuống. Nhưng Đức thấy cái khoa học hiện đại, mạng internet này hay. Chúng ta có thể ở một nơi mà phân thân khắp nơi nơi. Như giờ Nhật Đức đang đứng đây nói chuyện với mấy anh em thì ở dưới chánh điện Nhật Đức cũng đang giảng pháp chứ. Mấy chánh điện cũng đang giảng pháp. Rồi trực tiếp tu với công chúng bên ngoài cũng đang trực tiếp. Nhiều người giờ này người ta đang nghe pháp Nhật Đức giảng. Và nhiều người đang đem máy niệm Phật mình. Và có những nghĩa trang liệt sĩ, phần mộ, ông bà tổ tiên, họ cũng đang để máy niệm Phật như thế. Hoặc là hầm hố gì, ruộng đồng gì, đang để rất nhiều. Thì những Đức thấy rằng là cái khoa học hiện đại mà nếu chúng ta biết đem Phật Pháp truyền tải hay, rất là hay. Nên mỗi một người chúng ta sống trong cái xã hội phát triển, biết dùng cái mạng truyền thông để truyền tải Phật Pháp, người người được nhờ, lợi ích rất là lớn. Hồi chiều những đứa gặp một cái cô này kể câu chuyện, khi kể xong những đứa nói thôi cô lên trên khu tăng, những đứa quay lại một đoạn phim, nó cỡ nào nó cũng được cái lợi ích. Cô sanh hai thằng con trai, hai vợ chồng chia tay, chồng trước có vợ, cô cũng có chồng. Xong con trai thứ hai cô nó bị ảnh hưởng vì cái chuyện cha mẹ không hạnh phúc, cuối cùng nó hư hỏng, đi vào con đường sai lầm, hút chích xì ke ma tí. Thì mình đã dính vào cái này rồi, ít ai tin tưởng mình. Mọi người không ai tin tưởng. Nó muốn quay đầu thật sự, không ai tin tưởng. Rồi chỉ có mình mẹ là cho cơ hội thôi. Còn mọi người không ai tin. Cuối cùng nó đi thắt cổ tự tử chết. Thằng nó chết đi. Khi chết đi thì gia đình buồn lắm. Và còn thằng em trai. Rồi cũng nghe người này nói ra nói vô là gia đình mà có người thắt cổ chết vậy thì thằng anh nó khi nó hiện hồn về bắt em đi luôn. Sợ lắm, rất sợ. Rồi cuối cùng đi lại một cái chỗ nào đó, gặp một người cũng xuất gia như mình, hỏi thì người đó có thể bị gì á, càng xanh mặt xanh mày thêm. Hỏi bây giờ cách nào để hóa giải. Nói rằng bây giờ phải cúng, đưa lên quy định là 25 triệu để cúng. Cô nói giờ nghèo khổ quá, chỉ có 5 triệu. Mà 5 triệu này là khi đi làm, là khi này nó chết người ta cho 5 triệu. Giờ con đưa thầy trước 5 triệu rồi để con đi mượn tiền có được không, đưa thầy thêm được không? Nó không được, phải có 15 triệu trước, cúng rồi xong đưa thêm 10 triệu thì được. Bế tắc quá, đâu có tiền bạc gì đâu. Thì có người người ta hướng dẫn, chỉ đến chùa mình rồi gặp những đức hướng dẫn. Rồi xong khi ngồi nói chuyện với cô thì cũng là một câu chuyện để nhắc nhở nhân sinh. Thật sự mà nói trong cuộc đời chúng ta mỗi người ai cũng có cái sai. Nếu như người khác không cho mình cơ hội thì bản thân mình nên cho mình cơ hội. Mình làm điều sai không thể nào một ngày một bữa mà bắt buộc người ta phải tin tưởng mình. Nên mình muốn người ta tin tưởng mình, hãy chứng tỏ đi. Những đứa cũng là một thanh niên ngoài đời hư, cũng làm nhiều điều sai quấy, ăn nhậu bê tha. Hồi đó những đứa đi tu, đa phần người nào cũng nói những đứa là một hai tuần nó sẽ về. Hoặc có những người nói câu là mày đừng vô chùa, mày quậy trong chùa mất công. Mà thật sự là trong lòng mình muốn quay đầu.
Không ai tin tưởng mình quay đầu. Không ai tin. Không lẽ bây giờ mình đi thắt cổ mình chết để cho người ta tin. Mình thắt cổ xong người ta tin mình cũng chết queo rồi. Không có ý nghĩa gì. Thì bản thân những đức phải tự nhắc mình là mình cố gắng. Người ta càng không tin tưởng mình phải càng cố gắng. Thời gian mười mấy năm những đức đi tu ở trong chùa, đó là cái đáp số cho người ta thấy. Khỏi cần nói gì hết, tự người ta tin tưởng, rồi người ta tiếp nhận mình. Nên những đức mong rằng chúng ta luôn luôn phải gầy dựng mình là cái chính nhất. Đừng dõi dàng kêu người khác phải tin mình, mà mình nên làm gì đó cho người khác tin mình. Đây là cái rất quan trọng. Dù mọi người không ai đặt lòng tin vào mình, nhưng mình phải gầy dựng mục tiêu mà mình làm cho bằng được, tự người ta sẽ tin mình. Đừng bao giờ buồn tại sao ai cũng không tin tưởng tôi, mà hãy trách bản thân của mình và mình phải cố gắng. Đừng trách người khác vì mình chưa làm được gì để cho người ta tin tưởng mình. Nên hồi đó những đức mới đi tu, người nói này người nói kia nói nọ, những đức mặc kệ, những đức cứ duy trì cái tâm của mình, nên những đức mới có ngày hôm nay. Nếu như những đức đều bàn cãi với họ thì chưa nói lên gì. Tại bản thân mình đi tu chưa làm gì hết, chưa tu gì hết, làm sao mình bàn cãi với họ. Mình phải chứng tỏ thật sự mình làm đi, họ sẽ thấy và tự nhiên tiếp nhận mình. Nên mỗi một con người chúng ta có cơ hội được sửa đổi lỗi lầm, thì mấy anh em, nhất là phòng đăng ký, khi gặp một người đến chùa tu tập, lỡ gặp một người này sai quấy, mấy anh em phải nói một câu rằng: bạn phan hãy kêu người ta tin bạn, và bạn hãy thật sự làm đi. Tại không ai mà có thể dám tin một con người hư hỏng, sai quấy quá trời luôn, hút chích xì ke ma tí, trộm cắp tà dâm đủ việc. Mà bây giờ bạn nói bạn quay đầu, bạn sửa, ai dám tin bạn liền. Bạn khoan hãy nói điều này, bạn hãy thật sự quay đầu đi, hãy chứng tỏ thật sự đi. Bạn đừng trách người khác tại sao không tin bạn. Bạn đừng trách điều này. Nếu đặt vai trò bạn vào người ta, bạn cũng sẽ làm như vậy. Không thể nào dám tin một người hư hỏng gì mà quay đầu được liền. Mình nói với họ gì, và bản thân chúng ta nên tạo cơ hội cho họ. Vì khi họ mất lòng tin hoàn toàn cái chuyện không ai cho họ cơ hội mà không được dạy, thì bản thân họ bị chết đi. Thì nhiều người thân trong gia đình hối hận, nhiều người thân hối hận không cho họ cơ hội, cho họ lòng tin, cuối cùng họ tự tử hoặc chết. Nên phải nhớ kỹ là có những người chúng ta khi bước đến cửa đạo, chúng ta cũng muốn sửa đổi lỗi lầm, nhưng do có một số cái bản thân chúng ta không có cơ hội để được quay đầu. Tiềm năng, khả năng mỗi người khác nhau, cái tâm pháp của mỗi người cũng khác nhau, căn tính khác nhau. Nên mình sống trong ngôi nhà Tam Bảo, mấy anh em nhớ phải làm sao mở cái tâm ra và tạo cho họ một cơ hội. Dù mình nói mạnh dạn với họ, nhưng phải chỉ điểm cho họ một mục tiêu. Phan hãy kêu người ta tin mình, mà mình hãy chứng tỏ đi, thật sự chứng tỏ đi. Bạn dội vàng quá kêu người khác tin bạn, làm sao được, đúng không? Nên mấy anh em còn trẻ giờ vô chùa tu tập, mấy anh em hãy thật sự phát tâm đi. Mấy anh em gieo nhân làm sao mấy anh em gặt quả gì đó. Thật sự mà phát tâm đi. Đây là những việc ý nghĩa trong cuộc đời, việc tốt mà mấy anh em thấy rõ ràng luôn. Bắt một cái đèn cho người ta được sáng sủa, lo lắng cho các cụ già, việc này người ta rất là kính trọng các anh em huynh đệ. Mình ngoài đời ai gặp mình chắp tay xá mình, nhưng mà mấy anh em vô chùa tu người ta xá mấy anh em ấy. Trong khi Tết bây giờ, như những quan lên thành phố mua đồ, những quan thấy không, con người mua gánh bán bưng cực khổ vô cùng. Cỡ liên nhẫn ở bên hộ pháp nói một câu: người sợ quá, đi ra ngoài rồi về phải tinh tấn hơn nữa, nhìn thấy xã hội khổ quá.
mình trong chùa thấy bình an quá, hạnh phúc quá. Đó. Nên thấy không? Nên mình phải cảm nhận đây là điều mình được hạnh phúc. Và chúng ta được làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Hãy nhận thức điều đó để mà cố gắng mà làm. Cố gắng mà sống cho thật là tốt. Đây là việc ý nghĩa trong cuộc đời mình dữ lắm. Bây giờ mình mới vô chùa, mình còn nhiều điều sai quấy, dù mọi người xa lánh mình, nhưng bản thân mình hãy nỗ lực lên để người ta tiếp nhận mình. Sống trong cuộc đời này ai cũng có cái sai, nhưng bạn thật sự quay đầu hay không mới là cái quan trọng. Phật pháp cho chúng ta sự tiếp nhận, cảm nhận từ từ. Cho bạn cảm nhận từ từ. Mục tiêu chúng ta hướng đến Phật pháp học để hiểu được giác ngộ. Giác ngộ đừng có nói chi cao xa quá. Giác ngộ những cái điều vô thường trong cuộc đời, những cái điều xác thực nhất trong cuộc đời thôi. Đừng có nói câu giác ngộ cao siêu quá. Bây giờ mấy anh em cũng giác ngộ nên mấy anh em làm thiện nguyện, hàng ngày cực lực nhiệt tình hết mình phục vụ đại chúng, thiện nguyện không lãnh lương, đó là giác ngộ. Nên mình là một người nam, một người đàn ông mà người ta không tin tưởng mình là do bản thân mình. Vợ không tin tưởng mình, bạn bè không tin tưởng mình, gia đình không tin tưởng mình là do chính mình. Đừng bao giờ đổ thừa người khác mà là do chính mình đó. Hãy gây dựng lại đi. Một con người sai quấy mà có thể quay đầu, chân thật quay đầu, sửa đổi lỗi lầm, làm được điều này thì quá quý, cực kỳ quý luôn. Nên mấy anh em thấy mình vô chùa ít gì mình cũng được tiếp nhận giáo dục. Nhiều nơi người ta là trước Tết này người ta được đi về nhà. Riêng chùa mình quy tắc, mấy anh em ngồi suy nghĩ đi. Cả năm mình ở trong chùa tu Tết, người ta còn chạy vô chùa ăn Tết, tại sao chúng ta về nhà? Mình đi tu là mục tiêu là xa căn nhà thế tục, gia nhập căn nhà Tam Bảo. Mình về nhà gì nữa giờ? Tam Bảo là nhà mình, gầy dựng cái gốc này cho cực kỳ mạnh, mình mới kéo cái nhà mình đi vô đây được. Còn cái gốc này mình không cắm cho chắc, làm sao mình kéo cái nhà mình đây? Tại sao người ta đi tu người ta không độ được người thân người ta? Là tại người ta đem cái nhà Tam Bảo, đem cái nhà thế tục. Người ta cứ là dở dở ương ương với cái nhà thế tục, nên làm sao kéo căn nhà Tam Bảo vô đây? Mấy anh em hãy kiên nhẫn, kiên trì gây dựng, đừng dao động tâm với xã hội, thì nhất định một ngày nào độ được người thân, chắc chắn luôn. Tết nhất không phải là như ngày xưa ngoài đời, nhưng mà cái cảm giác mấy anh em ăn Tết, nếu anh em nào năm nay ăn Tết đầu tiên ở trong chùa, mấy anh em sẽ cảm nhận. Bản thân những đức hồi xưa vô chùa năm đầu tiên ăn Tết, những đức nghĩ ăn Tết trong chùa mà vui gì ta? Cái ăn Tết đầu tiên của những đức là ấn tượng cả cuộc đời. Và tới bây giờ những đức ăn Tết được 15-16 lần trong chùa. Mỗi một cái năm Tết cực kỳ ý nghĩa, rất ý nghĩa. Đều là đem nụ cười, đem niềm vui cho người khác thôi. Còn những đứa ở ngoài đời đa phần ăn Tết là thấy bị chán chê, vì ăn nhậu bê tha, ta sợ hãi mình. Nên chùa mình, mấy anh em đã phát tâm vô đây tu rồi, xa căn nhà thế tục là vô gia nhập căn nhà Tam Bảo. Không có nói cái chuyện đi về nhà, cái chuyện thế gian để người thế gian làm. Nếu thật sự mấy anh em muốn đi tu, hãy làm thật sự điều đó đi. Việc thế gian để người ta làm, còn việc mình là ở trong Tam Bảo. Việc mình là làm việc ở trong Tam Bảo. Bây giờ mấy anh em là người nghe đạo, cái góc độ học tập mấy anh em tự nhận thức. Ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình mà gần mực mình cũng sáng nữa, thì đó mới là người có trí tuệ học tập. Chúng ta gần ai chúng ta cũng quan sát. Họ là người tu bao nhiêu năm, tính tình họ làm sao? Họ tu ra một hình tướng gì? Bản thân chúng ta phải điều chỉnh lại. Đừng nên dại khờ gia nhập vô bậy bạ để tự sanh phiền não. Có những người ta tu cũng thời gian rất lâu mà ta nặng nề lắm, phiền não lắm, khô cằn sỏi đá lắm. Con đường này mình không học theo, nhưng mà nhìn con đường của họ để điều chỉnh chính mình, điều chỉnh chính mình. Nên đó là những đức nói những điều cho mấy anh em cảm nhận được khi mình sống ở trong ngôi chùa lớn gì. Còn ở đây thì đa phần các anh em ở đây thì nó một mảng giống hệt nhau hết, ai cũng có sự an lạc vui vẻ. Nhưng có những người trong cuộc đời mình gặp, người ta cũng đi tu, nhưng người ta rất nặng nề, rất phiền não, rồi người ta gầm ghì khó chịu lắm. Nên nhớ kỹ,
Có những người người ta ở trong chùa mà ta cũng làm những cái vai trò gì? Vai trò là đi tìm đầu này, đi tìm đầu nọ, đi hỏi đầu này, đi moi móc đầu kia. Những vai trò này những Đức mong những người đàn ông của chúng ta không nên làm. Người đàn ông chúng ta không làm. Vì sao? Từ khi là trong ngôi Tam Bảo, những cái việc gì nó quá đáng, chuyện này chuyện kia mình trình người trên, là để người trên giải quyết vấn đề. Chứ chúng ta không cần làm kẻ lang thang, đi tìm kiếm đâu này đầu nọ, đi lượm rác á, đừng nên làm việc đó. Người đàn ông đừng nên làm những việc này. Nếu mình là người đàn ông mà làm việc này là vai trò mình là vai trò đó đó, không phải là vai trò quan trọng trong cuộc đời đâu. Hãy nhớ kỹ, Phật pháp là nền giáo dục, nên chúng ta tiếp nhận giáo dục là cái quan trọng. Nên mỗi một anh em trong chùa, mình đã đi vô chùa tu, không lẽ bây giờ Tết mấy anh em chúng ta xách gói đi về nhà ăn Tết vài ngày thăm cha mẹ? Cái chuyện này làm sao độ người thắng? Để cho người thân người ta vô đây, để ta thấy mình đang sống như thế nào, đang làm như thế nào. Người ta đưa tiền mình, dạ không, con nhà ở đây thầy hoàn toàn lo cho con hết, con không có gì để dùng tiền tới. Điều đó mới là độ người thân của mình, điều đó mới là cái mấy anh em độ người thân. Còn nếu như mà ta cho tiền mình, cho quà mình nhận, mấy anh em hoàn toàn sẽ không bao giờ độ được người thân mấy anh em. Chứ đừng nói tới cái chuyện xin tiền, đừng nói tới chuyện xin tiền. Đưa tiền mà còn không nhận, đừng nói chuyện xin tiền. Không xin tiền ai cả. Ở trong chùa mấy anh em thiếu cái gì thì có ban tổ chức lo. Bên đây có những quan bên kia, những lăng đồ này kia, bố trí sắp xếp lo cho mấy anh em. Chúng ta không cần phải nhận tiền của ai, không xin tiền ai. Tết nhất lì xì không nhận luôn, không dị ai để nhận cả, không dị người nào luôn. Tại vì sao? Không nhận mà đặt lòng tin gì sao? Còn nhận bây giờ mất lòng tin gì sao? Họ nói Tết nhất đây là cái lộc, mấy chú nhận giùm con đi cho con có phước. Không cô, cô cúng dường Tam Bảo mới có phước. Con mới tu đây không có phước gì chứ, cô được Tam Bảo lo như vậy, bản thân con biết có đủ hay không? Đừng nói chi là cô tạo phước từ con. Không có đâu cô. Cô bỏ thùng Tam Bảo đi, cô thật sự cúng dường Tam Bảo là có phước. Tam Bảo lo cho chúng con rất là xác thực, chuẩn xác. Người ta tin tưởng các anh em, trên là tin tưởng những đức hướng dẫn. Đó là kết hợp với nhau để độ sanh. Đó là những đức nhắc mấy anh em 100% mấy anh em cứ làm đúng gì đi. Làm đúng như vậy thì sẽ thành công. Đừng bao giờ nghĩ rằng có chút định tiền chúng ta có thể mua một số quà pháp thí hay là làm cái này làm cái kia cũng làm cho chúng sanh. Không cần thiết. Đẩy lùi lại hết về sau. Vậy sao khi cơ duyên chín mùi, hoàn toàn mình phát cờ, vì cơ duyên nó đã chín mùi. Còn bây giờ không phải duyên của mình, hoàn toàn chúng ta gầy dựng. Sau này mấy anh em sẽ thấy cái kết quả thành tựu của mấy anh em cực kỳ lớn luôn. Nó đẩy lùi về sao hết thì mấy anh em mới thật sự dữ dằn. Còn có khi mình cầm tiền, mình có tiền, mình lại suy nghĩ loạn tưởng, nhiều thứ suy nghĩ loạn tưởng. Nên ví dụ như chùa mình mấy anh em quản chúng đâu, duy trì như vậy là mấy anh em yên lắm, khỏe trong cuộc đời tu, cực kỳ khỏe luôn. Chính con đường này những đứa đi quá. Nên Hòa Thượng Hải Hiền nói, không sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Có đạo nhất định sẽ có chùa, chắc chắn mấy anh em luôn. Mấy anh em gây dựng đạo tâm mà tu đi, nhất định sẽ có chùa, sẽ có nơi ở không sao đâu. Nên cái tâm quyết mình đi tu phải nhận thức cho sâu sắc, để con đường mình đi nó đặc biệt. Người ta một đời đi tu qua đi vô nghĩa, chúng ta một đời đi tu có ý nghĩa. Như Đức mười mấy năm nay đi tu, mấy anh em nhìn như Đức làm bao nhiêu việc ý nghĩa. Bây giờ chúng ta lại được cái duyên cùng chung tay nhau để làm việc này. Nên Tết nhất đến, chúng ta không phải như ngoài đời rạo rực để ăn Tết, không phải. Mà chúng ta đang suy nghĩ cách nào để người ta về chùa mình giúp đỡ cho người ta. Mình không đạo cái tâm này gọi là vui trong pháp vị. Còn mình ngoài đời là vui trong cái cảnh thế gian. Mà cảnh thế gian vui đó, khổ đó. Còn chúng ta vui trong pháp vị. Pháp vị thắng mọi vị, giúp chúng ta nhìn thấu nên ái diệt hết khổ đau. Nên cái pháp vị cực kỳ quan trọng. Ở trong ngôi Tam Bảo đông như vậy, phải nhận thức học tập cho sâu sắc. Người thông minh thật sự hiểu biết, gần với người không đúng, mình cũng không bao giờ sai.
Từ đó giờ những đứa thấy đa phần chúng ta ưa có một cái căn bệnh là gặp một số người, một hai người tính tình cọc cằn thô lỗ, mình hà làm y gan theo, thất bại. Và lúc trước những đứa biết một cái cô này từ ở trên Đà Lạt xuống tới đây, nhìn cô tu của niệm Phật mặt sáng, sau này cũng qua bên kia bên, tự nhiên nhận cái vị kia là sư phụ. Giờ nhìn lại mặt đang thui thù lùi. Nên chúng ta được người ta lo lắng, được người ta chỉ cách tu, bản thân mình phải ảnh hưởng từ người đó. Có mục tiêu học tập thì tức khắc con đường đi mấy em không sai, không sai chắc chắn luôn. Phật pháp nó không phải đi dụ người khác. Nếu ai gần mình mà nói những điều như khuyến dụ, sai. Phật pháp là cực kỳ xác thực, nó là một phương pháp giải thoát chứ không phải dụ người khác, không phải xỏ mũi người ta kéo đi. Đức Thích Ca Mâu Ni cũng đâu làm việc này đâu mà chúng ta làm. Chúng ta tu học được lợi ích, người ta nhìn từ mình mà người ta tiếp nhận mình chứ không gì. Nên không có xỏ mũi ai mà dẫn đi. Nên mấy anh em đi tu học phải hiểu biết điều này cho xác thực, để mấy anh em không bị lẫn lộn trong Phật pháp. Những đức nói cho mấy anh em, nếu mấy anh em là người thật sự có trí tuệ, dù gặp một người thầy sân si khó chịu, chúng ta cũng chưa hiểu họ hiện cái tướng gì, chúng ta đừng làm theo họ. Họ sân si khó chịu, bản thân họ vượt qua được. Ta sân si khó chịu, ta hoàn toàn ngu si. Chúng ta phải có góc độ học cực kỳ cao độ. Những việc này tôi làm không được, tôi không làm theo. Ai cái này tôi làm được là tôi làm theo. Học với thầy mà phải học gì đó, người đó mới trí tuệ. Còn gần với bạn bè thì chúng ta nên nhìn nhận, thì tự nhiên mặt trái cũng học được, mặt phải cũng học được, điều rất hay. Thì mấy anh em học Phật gì thì quá tuyệt vời, quá an lạc. Còn nếu không thì đi lượm rác không, cảm thấy mất tín tâm, thất vọng này kia được. Hoặc là gặp ai cho mình ăn, cho mình uống, cho mình chơi, tự nhiên thấy mê, mê trong cái mê hoặc điên đảo, sao mà vui trong pháp vị được. Nên Đức thường nhắc, gần người trên tuyệt đối không dính một cắt bạc nào của ai chứ. Ai cho tiền cũng không nhận. Tức khắc sau này người đã làm việc lớn, 100% luôn, là người làm việc lớn. Đồng tiền nho nhỏ không cần thiết tới đâu, sau này hội tụ phước duyên, làm việc lớn trong cuộc đời. Nếu mấy anh em học tập Phật pháp mà có góc độ gì thì cực kỳ sâu sắc. Trong Phật pháp nó đa dạng phương tiện nằm bên trong đó. Mấy anh em hãy tự nhận thức trong đó mà học tập, thì mấy anh em sẽ học có kết quả lớn dữ lắm. Những đức học Phật mười mấy năm nay, nó thật sự với mấy anh em, đi vô chùa 5 năm thầy đi giảng pháp, những đức chỉ là người chú ý quan sát. Có những công việc không biết làm với thành biết, nghề dạy nghề. Đi xuống đây 10 năm đa phần hòa thượng mình thì xây dựng, một năm chờ ngồi với hòa thượng được mấy ngày, mà dù có ngồi đi chăng nữa cũng đâu có hỏi hòa thượng một số việc gì nhiều đâu. Vậy thì học Phật pháp từ đâu? Học từ con người, từ mặt trái mặt phải mà học ra. Chứ những đức trong mười mấy năm nay đi học Phật có đi tham học một vị nào đâu, hay là có đi nước nào để học tập đâu. Mà bây giờ cũng đem Phật pháp chia sẻ rộng rãi khắp nơi nơi, là vì mặt trái mặt phải như đức nhìn ra. Và những đức có khả năng rằng gần một con người sai, những đức không sai theo. Tôi có quyền làm chủ chính bản thân tôi, họ không có quyền áp đặt tôi khi làm sai. Làm điều đúng thì tôi có thể bỏ mạng cũng không từ nan. Nhưng kêu tôi làm chuyện sân si, làm chuyện tà bậy, đi theo họ, tuyệt đối từ chối, không thích, nghĩ làm. Tại vì sao? Phải duy trì chính mình. Người như vậy thì cực kỳ có trí tuệ, có góc độ cực kỳ sâu sắc. Chúng ta mục tiêu đi học đạo mà, hãy gây dựng cái đạo tâm, đó là cái quan trọng. Nên mong mấy anh em mới vô chùa này phải gây dựng cái tâm quyết từ ban đầu, phải cảm nhận Phật pháp từ từ, để bản thân mình hãy làm việc trong Phật pháp nhiệt tình, thì người ta tự tin tưởng mấy anh em à, 100%. Tết nhất mà chùa mình toàn là ở chùa phục vụ không, lo lắng cho tam bảo không, điều này quý quá, quá quý. Không có đi về nhà, không nhận tiền bao lì xì của ai. Những đức cũng tết nhất càng làm việc nhiều thêm. Bệnh nhưng mà có nghỉ không? Không nghỉ một buổi nào cả. Tết nhất xuyên suốt luôn. Như những đức thấy cái đêm 30 của những đức là nguyên đêm không ngủ,
100% luôn. Đêm 30 7 giờ lên giảng khóa, tu cùng với đại chúng khoảng cả chục ngàn người. Ở bên đây thì mấy anh em sinh hoạt chúng ở đây mỗi điểm chùa đi. Tới bữa đó chúng ta sẽ bố trí rõ ràng. Còn những đức bên kia hướng dẫn Phật pháp và tu chung với người ta khoảng 9 giờ xong chương trình. 9 giờ xong những đức lên xe qua đây. Bên nhóm Đại Tùng Lâm mấy cô với bên đây kết hợp là một, gặp một nhóm đó. Xong rồi những đức gặp nhóm mấy anh em ngồi chơi đêm đó. Xong những đức trở về bên kia, ở bên hộ pháp. Là thấy cả đêm đi vòng vòng gạo hết tất cả chúng chùa. Nên niệm niệm gì người phải chân thật phát tâm. Vậy mà vui, vậy mà thấy hạnh phúc đó. Rồi mùng 1 đi chơi gì, mình đi tu chơi gì, trong chùa không. Rồi mấy anh em thì ban phục vụ mỗi chùa tự lo, tự sắp xếp. Mùng 2 Tết cộng tu đầu năm. Rồi mùng 6 Tết cộng tu, mùng 9 Tết mừng thọ. Tết của mình là đa phần để phục vụ đại chúng. Nên mấy anh em nên mang cái tâm đó mà tu phước tu duyên. Mấy anh em sẽ thấy niềm vui lớn vô cùng ở trong đạo. Đặc biệt lắm. Hãy chân thật mà nhận thức và phát tâm. Đừng bao giờ nhìn người ta bấm chiếc điện thoại. Đừng bao giờ nhìn người ta đắp chiếc y này y kia. Đừng bao giờ nhìn người ta kêu là thầy bà gì. Đừng bao giờ nhìn chỗ đó. Hãy nhìn chính bản thân mình học đạo ra cái gì. Cái đó là cái quan trọng. Đừng bao giờ nghe người này nói người kia nói rằng người ta đi tu bây giờ người ta làm ông này ông nọ, còn ông đi tu mà ông làm cư sĩ hoài bị người ta sai khiến. Đừng bao giờ nghe những lời nói này. Thiệt thòi là phúc. Càng bị sai khiến như nào thì càng thành tựu lớn. Vì sao? Có những người thành tựu phía trước nhưng phía sau thất bại. Có những người phía trước như không có gì nhưng sau cuối cùng lại thành công. Mấy anh em tự mà nhận thức đi. Đừng bao giờ bị người ta kích động những điều đó. Hoặc là nói rằng người ta vô chùa, người ta đi học này kia, sau này người ta làm thầy bà. Còn ông đi vô chùa ông không biết một gì dốt nát. Kệ tôi biết niệm Phật là được. Như chính bản thân những đức đi học cái gì, những đức cũng làm bao nhiêu việc ý nghĩa trong cuộc đời. Mấy anh em thấy không? Con đường này mấy anh em nhìn thấy rõ ràng xác thực rồi đó. Cứ như vậy mà đi. Cứ gầy dựng chính mình. Hãy nuôi người già đi. Chân thật mà phát tâm nuôi người già. Thương yêu người già như thương yêu chính bản thân mình. Vậy thì mấy anh em thật sự đi tu có kết quả. Nên bữa nay 21 rồi, còn mấy ngày nữa tới Tết rồi. Thì thứ tư tuần sau nữa thì chắc 28 hay gì đó. Thì lúc đó anh em mình hợp một số việc cái nữa rồi xong. Rồi Tết việc ai nấy làm, bố trí đâu đó đàng hoàng. Nên hôm nay chúng ta có đoạn nói chuyện để nhắc nhở chính mình và nhớ tất cả người trong chùa. Khi ai vô chùa tu, dù họ có sai quấy cỡ nào, hãy thật sự dạy họ một bài pháp khi họ đi về. Đừng để họ mang một cái tâm thất vọng đối với Tam Bảo. Nhất là mấy anh em học đăng ký, phải dạy họ một bài pháp thật sự. Bạn hãy tự đứng lên đi. Đừng bao giờ kêu người khác tin bạn dọ dàng. Bạn hãy chứng tỏ bản thân bạn sống như thế nào để cho người ta thấy bạn. Hãy cho họ một bài pháp đi. Đừng nên để họ đi về bằng một cái tâm thất vọng, thì tội nghiệp cho họ lắm. Nên đó là qua câu chuyện của cái chú thất cổ chết, những đức chia sẻ với mấy anh em để mọi người chúng ta nên trân quý bản thân, sống cho thật là tốt. Chúc mấy anh em an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về cảnh độ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.